Xuân Hoa. Cho em quên tuổi Ngọc, giọng hát của chị không có tuổi ạ, tiếng hát vượt thời gian. Cảm ơn chị đã đến ghé thăm Mộc Cầm. Chúc tất cả các mộc khách của chúng ta một đêm nhạc tràn đầy cảm xúc. Tiếng hát của nữ hoàng nhạc Pháp Thanh Hoa thì sẽ mãi mãi còn lại với thời gian. Thì xin cảm ơn Quang Lê rất nhiều, một người em trai mà chị luôn quý mến. Và xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị trong một không khí ấm cúng như thế này. Lần nào Thanh Hoa trở lại đây cũng tràn đầy cảm xúc. Và trước khi tạm biệt thì cũng xin kính chúc quý vị một đêm an giấc, bình an bên những người thân và người thân ngâm những hạnh phúc với những gia đình của mình. Và nhân đây cũng xin phép được giới thiệu với quý vị cho Hoa được
trân trọng thông báo vào ngày 9 tháng 9 sắp tới, Thanh Hoa sẽ tổ chức một đêm nhạc kỷ niệm 43 năm sự nghiệp của mình. Có nghĩa là từ 1981 khi còn là một cô gái 11 tuổi cho đến ngày hôm nay mà được ngồi phục vụ với quý vị như thế này vẫn còn năng lượng, thì đây là một điểm hạnh phúc của một người nghệ sĩ. Xin mời quý vị truy cập vào Facebook Thanh Hoa Nhạc Pháp hoặc là kênh YouTube của Thanh Hoa là Thanh Hoa Nữ Hoàng Nhạc Pháp để biết thêm những ca khúc nhạc Pháp hay nhất mà Thanh Hoa sẽ gửi tặng quý vị. Và xin mời quý vị nhớ ngày 9 tháng 9 tại 116 Nguyễn Thị Minh Khai, Thông Tấn Xã, Việt Nam. Cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người.